Dạ vâng, rất là vui. Tôi định dành để giới thiệu cô ấy, nhưng mà cô đã tự giới thiệu rồi. Thưa quý vị, cũng xin chia sẻ với quý vị là 40 năm trước thì tôi ăn Tết với bố cô này. Là lúc đó thì ông ấy tới trại Camp Pendleton và hai anh em có cơ hội sinh hoạt với nhau. Bố của Mộng Lan là một trong những quân nhân của trường sinh ngữ quân đội, và ông cũng là giáo sư dạy Anh ngữ, và ông cũng đã dạy cho tôi. Tuy là bạn bè nhưng ông cũng là thầy của tôi. Nhưng mà về sau này mới biết đó là bố của cô Mộng Lan. Vậy thì 40 năm trước đã được hân hạnh chia sẻ những giờ phút cô đơn, nhưng mà đồng thời trong mừng năm mới với lại thân phụ của Mộng Lan. Ngày hôm nay anh đứng cạnh cô, anh cũng rất lấy làm vui và nhớ lại 40 mùa xuân năm trước. Cảm ơn anh Nam Lộc. Trong khi đó thì thưa với quý vị là khi mà Mộng Lan biết là Mộng Lan sẽ được cùng đứng ở sân khấu này với một người Mộng Lan đã ngưỡng mộ bao nhiêu năm, đó là nhạc sĩ Nam Lộc, thì Mộng Lan cũng rất là hồi hộp thưa quý vị. Cho nên là hồi nãy giờ là làm hôn quốc kỹ lắm thưa anh Nam Lộc. Tại vì Mộng Lan thưa với quý vị là có nhiều khi anh em ở trong nghề, mặc dù Mộng Lan chỉ là những cái người theo sau, nhưng mà khi mà được đứng cùng với sân khấu với anh Nam Lộc mà bài vở mà nắm không vững là dễ rớt lắm thưa quý vị. Cho nên anh Nam Lộc biết không là Mộng Lan đã làm một cái research nhỏ, tại vì anh Nam Lộc đã xuất hiện nhiều ở trên những cái DVD và video, và chính anh cũng là người viết những cái lời giới thiệu những ca sĩ. Cho nên là Mộng Lan rất là sợ khi mà giới thiệu đến một người đẹp kế tiếp đây. Thì anh Nam Lộc có biết không là Mộng Lan làm cái research dễ thương lắm, là khi cô nàng mới có nhỏ xíu đó. Nhưng mà là... trước khi em giới thiệu, mình không những chỉ giới thiệu cô ấy mà mình nên giới thiệu cho khán giả đang ở nhà và đang theo dõi chương trình, cũng như quý vị ở đây biết là chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ còn những ca sĩ sau đây. Quý vị đã được nghe đầu tiên là cô Thảo Ly rồi phải không ạ? Đúng. Sau đó là anh Đặng Thế Luân. Nhưng mà lần lượt sẽ có những khuôn mặt này xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi nhìn thấy có Thiệu Kỳ Anh, Mạnh Quỳnh, Quang Lê, Ngọc Huyền, Y Phục, Lưu Bích, Trang Thanh Lan, Phương Hồng Quế, Mạnh Đình, Quốc Anh, Trọng Nghĩa, Anh Dũng và rất nhiều các ca sĩ khác mà chúng tôi nghĩ rằng quý vị sẽ lần lượt theo dõi và thưởng thức giọng hát cũng như phần trình bày tươi trẻ của họ trên sân khấu. Cho nên nếu quý vị nào đang ở nhà, đang chuẩn bị và nấu nướng xong rồi đó, vâng, hoặc là cúng giao thừa chuẩn bị đó, thì đến đây quý vị có thể đến đây cùng đón giao thừa ngay tại chùa Điều Ngự và đồng thời theo dõi một chương trình ca nhạc đón xuân rất là đặc sắc. Và ngoài ra khi chúng ta giới thiệu ca sĩ đó thì chúng ta sẽ thiếu sót nếu không giới thiệu mấy ông đẹp trai đang đứng sau lưng chúng ta. Người bên tay trái của tôi thưa quý vị, đánh bê người là cũng là trưởng ban, anh Tom Tùng. Tom Tùng. Người đánh trống thưa quý vị, anh Quang Lý. Người ngồi lùng nhưng mà to nhất, miệng to nhất. Người sử dụng keyboard là anh Tú thưa quý vị. Và người thổi kèn saxo là mùi lắm, Huy Cường. Wow. Vâng. Mà Mộng Lan biết không, toàn là tên những người bạn cũ của tôi không à. Thành ra anh dễ nhớ không anh? Anh Tú, Huy Cường, Tom, Tùng, they all my friends. Nhưng mà they all gone. Anh ấy không giải nghệ rồi, không còn trình diễn nữa. Bây giờ là thế hệ trẻ sẽ tiếp tục với chúng ta. Rồi, bây giờ thì tôi trao cho cô. Mộng Lan phục anh Nam Lộc nhất là khi mà giới thiệu ban nhạc, Mộng Lan là phải có cái tờ giấy ai đàn cái gì, ai sử dụng nhạc cụ gì, mà anh Nam Lộc rất là rành rẽ, tại vì may quá đó là những người bạn mà anh đã có biết tên rồi. Nhớ rồi, vâng, nhớ rồi. Trong lòng. Ra, vâng. Nhưng mà bây giờ hồi nãy anh Nam Lộc giới thiệu một số những các nam nữ nghệ sĩ, nhưng mà anh Nam Lộc cố ý không giới thiệu một người mà Mộng Lan cảm ơn anh là tại vì anh Nam Lộc chắc muốn để Mộng Lan giới thiệu cô này. Thì nhưng, như Mộng Lan nhưng mà trước khi giới thiệu cô này anh muốn nói thêm một tí thưa quý vị, chúng tôi dành nhau, cô này cô nói nhiều lắm. Là khi mà giới thiệu cô này anh muốn dùng một cái câu nói của một nhà truyền thông Hoa Kỳ. Họ nói rằng là không có cái món quà nào quý hóa trên đời này bằng những sáng tác của những người nghệ sĩ để lại cho đời. Họ đã đem tất cả cái tấm lòng của họ ra để mà trao lại cho những người nghe. Họ làm cho chúng ta có được niềm vui, hạnh phúc cũng như chia sẻ nỗi buồn của chúng ta. Đó là những bài hát hay. Nhưng những bài hát hay sẽ không thể nào truyền đạt được, diễn tả được nếu không có một giọng hát điêu luyện. Đúng như vậy thưa anh Nam Lộc. Và cái giọng hát này đã được đào tạo từ nhỏ xíu. Khi mà cô nhỏ xíu, cô đã bắt cái ghế đẩu và cô lấy cái chổi trà anh Nam Lộc. Cô làm cái guitar và cô hát nghêu ngao. Sau đó thì 8 tuổi mẹ cô cho cô đi học nhạc. Và cô là áp út trong một gia đình có 4 cô công chúa và 1 hoàng tử. Và
Hiện nay đó thì trong cái lúc mà cô được 13 tuổi thì cô lại được giải giọng ca vàng. Thì thưa với quý vị, cái giọng ca này quý vị đã nghe nhiều lần lắm rồi, nhưng mà ngày hôm nay thì Nam Lộc và Mộng Lan hân hạnh giới thiệu đến quý vị một bài hát của một nhạc sĩ mà cùng thời với anh Nam Lộc. Mộng Lan cũng mê cái người nhạc sĩ này nhưng Mộng Lan mê anh Nam Lộc với bài Sài Gòn ơi vĩnh biệt vậy đó. Người nhạc sĩ này đã làm những cái bài hát rất là hay. Năm 1974 thì anh có sáng tác một bài để tặng người yêu của anh là Đoàn Thanh Vân. Thì người này tên là Ngô Thụy Miên, bài hát tên là Em Còn Nhớ Mùa Xuân. Và người ca sĩ mà Nam Lộc, Mộng Lan muốn giới thiệu ngay sau đây là Y Phương. Một tràng pháo tay đến cho nữ ca sĩ Y Phương. Em cảm ơn chị Bông Lan và chú Nam Lộc. Y Phương xin gửi một lời chào đến tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, là người nghệ sĩ thì quý vị biết là mỗi tuần đều bay đi thật là xa quý vị, và nhất là những ngày lễ, ngày Tết á, thì rất là ít được gần với gia đình. Và Y Phương cũng vậy quý vị. Đã mười mấy năm rồi Y Phương không có được về nhà ăn Tết cùng gia đình, và nhất là được gần bố mẹ. Năm nay thì Y Phương may mắn lắm quý vị, là bố mẹ Y Phương đã bay qua đây để mà gần Y Phương và vui với Y Phương những ngày xuân. Mà vừa rồi, tuần vừa rồi đó quý vị, xém một tí nữa là Y Phương không trở về được rồi quý vị, vì Y Phương lại bay ngược qua Boston để mà hát một cái show và đã bị bão tuyết. Và chuyến bay người ta bị cancel hết quý vị, và người ta nói với Y Phương là không thể nào cho cô về được ngày hôm nay và có thể là đến cuối tuần sau mới được về. Thì trong lòng rất là buồn quý vị, bởi vì bố mẹ mình mười mấy năm rồi mới được gần một cái năm Tết như vậy mà bây giờ phải ở lại thì chắc có lẽ là chắc buồn chết đi thôi. Nhưng mà chắc có lẽ trời Phật thương, cho nên là ngày hôm nay Y Phương được về đây và đặc biệt là được đứng trên sân khấu của Chùa Điều Ngự để đem tiếng hát phục vụ cho quý vị. Thì trước thềm năm mới, Y Phương cũng không quên gửi một lời chúc đến tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay một mùa xuân thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và chúc cho tất cả quý vị luôn được bình an. Xin cảm ơn quý vị. Và sau đây Phương mời quý vị thưởng thức nhạc khúc Em Còn Nhớ Mùa Xuân của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Còn nhớ mùa xuân, nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ, nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ, có thấy vơ vơ ngày tháng đợi chờ. Em có bao giờ còn
chào quý vị. Xin cảm tạ quý vị rất nhiều. Một ca khúc kế tiếp, Y Phương mời quý vị thưởng thức một ca khúc rất là dễ thương quý vị. Mộng chiều xuân sau đây. Lòng tha thiết vương theo tiếng đàn.
quý vị.